Kính chào quý vị, chào mừng quý vị tới với cuộc hẹn cuối tuần. Kính thưa quý vị, mở đầu cho cuộc hẹn cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được nói về sự may rủi với những lá thăm ở đây. Đôi khi trong cuộc đời của mình sẽ có những phần thi mang tính quyết định, sự lựa chọn của đôi tay có thể sẽ quyết định những con đường rất khác nhau cho đôi chân của mình. Và ngày hôm nay sẽ có một ví dụ hết sức cụ thể. Hãy hình dung, đây là phần thi ứng xử của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2007. Năm 2007, người dẫn nam của cuộc thi này là MC Anh Tuấn và anh ấy nói như thế này. Chúng tôi xin mời trở lại sân khấu thí sinh mang số báo danh 888 Ngô Phương Lan. Thí sinh Ngô Phương Lan, 20 tuổi, trở về Việt Nam tham dự cuộc thi này từ Thụy Sĩ, nơi cô đang theo học trường Đại học Tổng hợp Geneva khoa quan hệ quốc tế. Và bây giờ, phía trước Lan sẽ là những câu hỏi của phần thi ứng xử. Và bây giờ bạn hãy lựa chọn một câu hỏi cho mình. Nếu đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt, bạn nghĩ cuộc sống và tương lai của mình sẽ thay đổi ra sao? Chưa có một thí sinh nào cười sau khi đọc câu hỏi ở trong phần thi ứng xử cả. Tức là em phải đặt mình vào 2007, 20 tuổi. Trước tiên thì em xin cảm ơn anh Khánh với câu hỏi rất là thú vị này. Em xin được chào tất cả quý vị khán giả, xin được chào ban nhạc. Nếu mà em may mắn được đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt, em nghĩ là đây sẽ là một cái cơ hội để em có thể lan tỏa cách sống đẹp, quan tâm tới người khác, có nhiều cơ hội để em có thể làm những cái công việc mà có ích cho cộng đồng. Bạn có hình dung cụ thể gì hơn nữa cho cuộc sống tương lai của mình không? Cuộc sống gia đình sau này, nghề nghiệp sau này chẳng hạn? Đây là trả lời từ bây giờ đây, thì là lúc đó là nghĩ là có khi là mình không lấy chồng. Và nghề nghiệp thì nếu mà theo đúng nghề, ngành ngoại giao thì chắc là em đang đi làm từ thiện ở những quốc gia mà đang xung đột như là Afghanistan bây giờ đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, ngày hôm đó Ngô Phương Lan rất xứng đáng, không phải may mắn, rất xứng đáng cuối cùng trở thành Hoa hậu Thế giới Người Việt trong cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều sau 14 năm và xin chúc mừng bạn với thành công gần đây nhất, công việc quan trọng nhất của bạn, đó là làm mẹ. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ xem lại phần thi ứng xử thực sự của Phương Lan năm đó. Bây giờ mời Phương Lan trở về với tuổi 3 của cuộc hẹn cuối tuần. Trước tiên em xin gửi lời chào trân trọng nhất tới ban giám khảo, ban tổ chức, các nhà tài trợ và toàn thể quý khán giả trong và ngoài nước đang theo dõi chương trình của chúng ta đêm nay. Sau đây em xin trả lời câu hỏi tại vì của mình. Trang phục em mặc thôi. Theo em thì cái thiện đó chính là cái đẹp. Chân thiện mỹ là những phẩm chất cao cả nhất của một người con gái Việt Nam, mà đó cũng là một đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi con người cần phải vươn tới. Khi mà có thể gắn liền với sự hào tâm và trái tim nhân hậu và sự chân thành thì cái vẻ đẹp đó sẽ được tôn vinh lên rất là nhiều. Vì vậy cho nên em nghĩ rằng các hoạt động từ thiện sẽ có thể tôn vinh lên được vẻ đẹp của một người hoa hậu. Em xin cảm ơn ạ. Kính thưa ban giám khảo, em nghĩ rằng là cách đây hơn một thập kỷ rồi. 14 năm. Cho nên là em nghĩ là từ cái một cô sinh viên cho đến bây giờ là cái dựa tông nó cũng đã trầm đi rất là nhiều. Em cũng hơi ngạc nhiên khi mà xem lại. Nếu tìm lại tư liệu về phần thi ứng xử này, quý vị sẽ thấy nó khó khăn như thế nào. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy thí sinh nước mắt ràn rụa, cảm giác là sức ép và mệt mỏi rất là nhiều trong cuộc thi đấy. Không hề dễ dàng để trở thành một hoa hậu đâu Ngô Phương Lan. Tôi đã nói về sự thay đổi trong một lần bốc thăm nào đó trong cuộc đời của mình. Cuộc thi hoa hậu có thể không thay đổi quá nhiều trong cuộc sống của cô sinh viên Ngô Phương Lan, 20 tuổi. Cô sinh viên vẫn quay trở lại trường để học và đã từ chối nhiều cơ hội để thi những cuộc thi sắc đẹp danh giá hơn. Vậy thì sự kiện gần đây nhất, việc mà Phương Lan nói rằng quan trọng nhất trong đời mình đó là làm mẹ, thay đổi như thế nào cuộc sống của Phương Lan? Thay đổi rất là nhiều, bởi vì là cuộc sống
không phải là của em nữa. Bây giờ mình có trách nhiệm hoàn toàn đối với cả một sinh mệnh khác. Khi mà mình nói ra như thế nó rất là đơn giản, bởi vì là hàng tỷ người người ta đã làm cái công việc này rồi. Nhưng mà đối với một người mới được lên một cái thiên chức là bố hay là mẹ, là nó là một cái điều mà nó không thể tưởng tượng được. Mình bỡ ngỡ, mình không biết làm như thế nào, không biết thay tã, không biết làm như thế nào để cho con không khóc nữa. Tất cả những cái chi tiết nho nhỏ như thế em đã đọc ở trong sách, nhưng mà cái việc mà thực hành nó khác hẳn. Chúng ta đang nói về thử thách quá nhiều. Nào bây giờ điều tuyệt vời nhất của việc làm mẹ. Tất cả những cái điều mà liên quan tới em bé đều tuyệt vời. Thực hiện thiên chức làm mẹ thì trong vòng 2 năm qua, Phương Lan cũng phải hy sinh những cái công việc quen thuộc của mình, mà những công việc mà Phương Lan có thể nói rằng cũng rất yêu thích, đó là làm MC của truyền hình. Mình không hoạt động xã hội nhiều nữa, đó có phải là khó khăn không ạ? Tất nhiên, nhớ thì rất là nhớ. Và khi mà quay trở lại với công việc thì cảm thấy có một cái sự bỡ ngỡ và mất tự tin ở cái thời điểm ban đầu. Nhưng mà em không có tiếc nuối. Em mong muốn là ít nhất là 2 năm đầu là mình phải xây dựng được một cái sự gắn bó trực tiếp với cả con mình. Mọi người đều biết tới Ngô Phương Lan là con trong một gia đình ngoại giao. Việc di chuyển nhiều ngay từ khi còn là trẻ thơ thì cũng có cái được của nó, nhưng sẽ cũng có những thiệt thòi nhất định, đúng không ạ? Vâng, chắc chắn rồi. Mỗi quãng thời gian phải thay đổi nơi sống, thay đổi ngôn ngữ, thay đổi văn hóa, thay đổi bạn bè, thay đổi chương trình học. Tất cả những cái sự thay đổi đó nó dẫn đến cái việc là mình không ổn định. Mình không biết đâu là nhà. Mình chỉ biết là nhà là nơi mà bố mẹ mình ở với mình. Thế thôi. Em rất là thích khi mà hàng năm, đúng không, là mọi người sẽ họp lớp hay là họp mà khóa. Chụp kỷ yếu chẳng hạn. Đấy. Có không ạ? Không, không có. Thế thì mấy trò nghịch ngợm của cô Ngô Phương Lan là gì, trong khi chúng tôi đang ở Việt Nam và trèo me, trèo sấu, tắm sông, tắm hồ, rồi làm đủ những chuyện vui vẻ đấy. Em cũng có làm những việc đấy, em cũng có cưỡi trâu, em cũng có... Có cả cưỡi trâu? Sông. Vâng. Cưỡi trâu, trâu Mỹ à? Trâu Nghệ An. Trâu Nghệ An. Còn bây giờ một vài những hình ảnh mà quý vị sẽ thấy ngay sau đây sẽ là hình ảnh của cô bé... Vời động tác múa vừa rồi, đó là múa gì nhỉ? Múa lung linh mai vàng. Múa lung linh mai vàng. Tôi muốn đặt câu hỏi với Phương Lan rằng trong một năm, khoảng thời gian nào là khoảng thời gian Việt Nam nhất? Khoảng thời gian Việt Nam nhất vẫn là Tết. Cái video vừa rồi hôm đấy là có hơn 2.000 người Việt Kiều xem, thì sẽ có những cái điệu múa như vậy. Có nghĩa là ở Việt Nam sẽ gửi sang một cái video có biên đạo múa rất là nhiều bài khác nhau, và bọn em xem trên TV và bọn em tập lại. Tức là một ngày quan trọng như ngày Tết, ở bên đó có 2.000 Việt Kiều ngồi theo dõi tiết mục của bạn, và bạn phải chuẩn bị tiết mục của mình trong vòng 4 tháng. Đúng ạ. Không có biên đạo múa nào hướng dẫn cho bạn. Không có chuyên gia nào. Không có một chuyên gia nào cả. Chúng tôi không tin điều đó. Ngoài trừ việc bạn đứng ở đây và hãy giúp thuyết phục khán giả. Và sau đây là 20 giây để Ngô Phương Lan chứng minh với chúng ta rằng bạn ấy đã tập điệu lung linh mai vàng trong vòng 4 tháng trời để chuẩn bị cho sự kiện Tết. Em mặc cả lại một chút nhé, là 10 giây thôi ạ. Với 10 giây, cả, vâng. Với cả điệu múa công. Một cái bộ mà trông nó như là cái đuôi của con công ấy, thì sẽ phải cầm như thế này luôn luôn. Tay này thì phải trả vờ là cái đầu của con công. Qua ai bảo qua. Ban nhạc đã nói rằng đó thực sự là công rồi, chứ không phải là một loại gia cầm nào khác. Tập một điệu múa 3-4 tháng như là chuyên nghiệp.